giao diện chúng ta hiện ra được chữ quản lý nhà hàng, thế này là đã thành công. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13, .NET Core API và SQL Server 2022. Thì bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục khóa học tiếp theo bằng cách tạo mới một Angular project. Và trước khi vào bài học thì tôi xin khoe các bạn rằng tôi đã mua một chiếc PC mới. Sau một năm làm việc vất vả thì tôi đã mua được một chiếc PC mới để tiếp tục làm video hướng dẫn các bạn. Thì chiếc máy tôi mua chính là chiếc máy này, Acom 07, có 5,7 triệu thôi mà rất là ổn áp. RAM 8GB, SSD 120GB. Như vậy là đã đủ để lập trình di động rồi các bạn ạ. Mà tôi thấy thì nó chạy cũng rất là nhanh, nhanh hơn gấp 10 lần với ổ HDD cũ của tôi. Bạn có thể tham khảo mẫu cây này về lập trình. Mua cây và mua thêm cái màn hình tầm 1-2 triệu. Hình 24 inch thì tầm 3 triệu trở lên. Các bạn muốn mua cây hay laptop tầm giá bao nhiêu thì có thể vào kênh của tôi, nhấn vào chữ mua PC. Và đây video đây, các bạn có thể xem video này để biết cách mua được chiếc laptop và PC giá rẻ nhất trong tầm giá của mình. Ok, vậy là chúng ta sẽ đi vào bài học ngay thôi. Thì tôi sẽ truy cập vào folder document, sau đấy là project để tạo mới một Angular project. Chúng ta sẽ gõ cmd lên chỗ địa chỉ này, command line mở ra, chúng ta sẽ gõ câu lệnh ng new tên của project của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt là quản lý nhà hàng ship trừ FE tức là front end giao diện của project này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để project của chúng ta được tạo ra. Nó hỏi là chúng ta có add Angular routing không? Giết luôn. Style sheet mặc định CSS luôn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và nếu các bạn có thắc mắc tại sao Angular câu lệnh lại là ng, viết tắt lại là ng, thì có thể theo dõi video hiện lên trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Đây, project của chúng ta đã được tạo ra trong folder project. Chúng ta sẽ truy cập vào trên thanh địa chỉ, chúng ta sẽ gõ chữ code chấm để mở project của chúng ta trên Visual Studio Code. Tại sao lại không mở nhỉ? Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại sau. Chúng ta sẽ cứ mở Visual Studio Code lên và sau đấy truy cập lại vào folder của chúng ta, open folder. Ok, đây document project quản lý nhà hàng ship trừ FE. Đây, vẫn đang build ra chúng ta. Trong quá trình chờ đợi thì chúng ta sẽ xem một lượt qua cấu trúc của một Angular project. Như các bạn thấy thì có folder node module, folder suộc. Folder node module để chứa các thư viện của node module. Folder suộc của chúng ta thì sẽ có folder app là folder chính của một Angular project nói riêng hay single page application nói chung. Sẽ có app routing module để cấu hình routing. App component.cs là CSS của app, app component.html là các thẻ HTML. app.component.spec.ts là dùng để testing. app.component.ts là file code chính. app.module.ts để khai báo thư viện. Ở dưới thì
có một số folder nữa chúng ta chưa cần quan tâm vội. Style CSS là style chính của toàn bộ project. Và ở dưới thì chúng ta có angular.json. Đây là một nơi khai báo thư viện nữa. Ok, như vậy là project của chúng ta đã được tạo xong. Install successfully. Chúng ta sẽ cd vào trong project và chạy thử lên. Cd qlnh shift-se. Chúng ta đã vào trong. Và chúng ta sẽ chạy lệnh sau để mở project của chúng ta lên. ng ser --open. --open. Project của chúng ta sẽ được mở lên. Đây. Cái mới của chúng tôi thì chạy rất là nhanh luôn. Bình thường thì ở những đoạn này tôi quay cho các bạn thì đều phải là tạm dừng hoặc tua nhanh, cắt đến đoạn tiếp theo. Nhưng máy mới thì không cần. OETD chạy rất là nhanh. Các bạn không cần quan tâm đến nhân hay chip của máy, chỉ cần quan tâm đến RAM và ổ SSD là đã có thể học lập trình được rồi. Như vậy là đã build thành công và mở lên project của chúng ta. Đây, các bạn hiện lên như thế này là đã cài đặt thành công project Angular. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo component. Chúng ta sẽ mở một command line nữa ở cùng thư mục. Chúng ta sẽ gõ lệnh tạo component như sau. ng cách generate component. Cách component. Cách tên của component. Chúng ta sẽ tạo component là thực đơn. Enter. Đã tạo xong component của chúng ta. 4 component. Chúng ta sẽ vào Visual Studio Code kiểm tra. Đây, một folder thực đơn mới được tạo ra. Bên trong có 4 file. Như vậy là đã tạo thành công. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo các component tiếp theo. Chúng ta sẽ tạo component bằng cấu trúc viết gọn như sau. ng cách g cách c. G là generate, c là component. Chúng ta sẽ tạo mới thực đơn trong thư mục thực đơn và tên sẽ là danh sách ds gạch ngang thực đơn. Chỗ này tôi sẽ để là gạch ngang để cho nó cùng với folder chúng ta vừa tạo. Như vậy là đã tạo xong. Các bạn có thấy cũng đã tạo ra 4 file cho chúng ta. Tiếp đến là chúng ta sẽ tạo một component thêm và sửa thực đơn. Ok, như vậy là đã tạo xong các component của thực đơn. Chúng ta sẽ tạo component cho món ăn. Ng generate component món ăn. Tiếp đến tạo component xem danh sách món ăn. Và cuối cùng đấy là component thêm sửa món ăn. Ok, như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ tạo thêm một service có tên là share service để gọi từ service của chúng ta.
gọi từ .NET API mà chúng ta đã tạo ở những bài trước. NG, cách generate, cách service, cách share. Các bạn có thể thử cách viết tắt của service này, tôi vẫn chưa thử, không biết là có generate service bằng câu lệnh rút gọn được không. Như vậy là service của chúng ta đã tạo thành công. Chúng ta sẽ cùng vào file app module.js để gọi thư viện và khai báo thư viện. Thư viện đầu tiên mà chúng ta cần gọi, cần sử dụng, đấy là thư viện xe service, chính là service chúng ta vừa tạo. Tiếp đến là thư viện HTTP. Client module from a cộng Angular suộc common suộc HTTP. OK, viện thứ ba chúng ta sử dụng đấy là thư viện form module từ a cộng Angular form. Tiếp đến một thư viện nữa đấy là React Native form. À, React Form Module. Tôi bị thiếu chữ S ở chỗ form. OK, như vậy là đã gọi thư viện thành công. Chúng ta sẽ import xuống phía dưới. Dưới này đây. Các bạn có thể copy luôn ở trên để xuống dưới cho đỡ nhầm, hoặc có thể gõ tay để hiểu hơn, nhớ hơn. OK, tiếp đến thì chúng ta sẽ quay sang file xe.service.ts để cấu hình một chút. Chúng ta sẽ import thư viện observer từ rxjs. Tiếp đến là chúng ta sẽ import thư viện HTTP client từ angular component.html. Tiếp đến ở tiếp đến thì ta sẽ quay sang app routing.module để cấu hình routing hướng dẫn. Chúng ta sẽ import thư viện thực đơn common và thư viện là món ăn common. Z
Đấy thì chúng ta sẽ khai báo đường dẫn path của hai component trên. Thực đơn. Component. Đến là món ăn, đường dẫn món ăn, trở về món ăn component của chúng ta. Ok, tôi sẽ thay đổi tên một chút. Các bạn có thể thấy là Angular rất là hệ thống, rất là có cấu trúc, học rất ổn áp. Ok, như vậy là chúng ta đã khởi hình xong đường dẫn. Chúng ta sẽ sửa lại giao diện trong file app.component.html. Trên này tôi sẽ thêm một thẻ H2 và hiện ra tiêu đề của chương trình của chúng ta, đấy là quản lý nhà hàng. Tiếp đến là chúng ta sẽ routing outlet. Ok, như vậy là phần cấu hình của chúng ta cũng đã khá dài. Tôi xin tạm dừng video là ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trước khi kết thúc thì tôi sẽ quay lại giao diện. Chúng ta hiện ra được chữ quản lý nhà hàng thế này là đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo của khóa học Angular 13. API.NET và SQL Server 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.